Hôm nay, tôi Un và quý cô chú Phật tử sẽ đi phóng sanh khỉ. Được tin có nhiều nhà hàng ở Sài Gòn đang bán khỉ cho người ta ăn não. Nên mọi người quyết định thỉnh quý thầy của Tịnh Thất Quan Âm cùng nhau đi thả thú. Giờ, tôi Un và một số người đang trên đường đến điểm hẹn với quý thầy ở quán chay của chị ca sĩ Phi Nhung tại số 5 đường Nguyễn Chí Thanh. Hàng ngày, bạn biết có bao nhiêu con khỉ bị bắt bán ăn não không? Giá cứu một con khỉ từ nhà hàng là 2 triệu. Còn những người ăn não khỉ, tôi Un nghĩ cốt họ cũng không phải người ta, mà toàn là quỷ dữ đầu thai lên để gieo rắc khổ đau cho thế giới. Mà quỷ thường rất giàu, vì chúng biết bóc lột sức lao động, làm khổ người khác, biết cách lấy của người ta làm thành của mình. Còn những người sống như tôi Un, ngày nào cũng bố thí, kiếm tiền để giải cứu động vật, bạn nghĩ làm sao giàu nổi? Bởi vậy, nhìn người phải quan trọng vào gương mặt, vì mọi việc tốt xấu họ làm đều thể hiện trên đó cả. Chứ đừng phân biệt giàu nghèo là bạn dễ bị làm to lắm đấy. Loài khỉ cũng là đồng loại của con người, vậy mà chúng lại bị con người giết hại công khai mỗi ngày. Cứ tình trạng này thì loài khỉ Việt Nam sớm muộn gì cũng thành thú quý hiếm trong sổ đỏ. Xong rồi chúng lại bị nhà nước cấm nuôi. Tiếp theo là không còn ai được nuôi như thú cưng nữa, mà sẽ bị bắt bán rồi vận chuyển qua nước ngoài để tiếp tục bị hại cho đến khi tuyệt chủng. Mặc dù tiêu đã thấy trước tương lai của động vật Việt Nam nên kêu gọi mọi người bảo vệ chúng, nhưng hầu như đều bị ném đá nhiều hơn là ủng hộ. Chỉ cần xem kênh YouTube của tiêu cũng có thể thấy được ngày tàn của động vật Việt Nam đang đến rất nhanh. Xem và chia sẻ thì ít, lên chửi thì nhiều, trong khi những cái kênh dạy làm chuyện ác, chuyện dâm ô, chuyện tào lao mía lao thì được ủng hộ rất nhiệt tình. Bởi vậy tôi thấy các bạn thích ủng hộ những cái xấu nên cũng rất nản làm clip nhiều để chia sẻ, mất thời gian quá. Để thời giờ quý báo đó tôi sẽ đi cứu động vật được nhiều hơn. Thật đấy. Chương trình ăn nhẹ gieo duyên với quý thầy xong là chúng ta lên đường ngay. Vì kỳ này thả thú rất xa, tuốt dưới Cần Giờ, dự định đi tới tối mới xong. Cứu động vật là phải tìm môi trường sống cho chúng nữa, mà môi trường sống cho động vật ở Việt Nam cũng không còn nhiều, nên việc làm này rất mất thời gian và tiền của. Nhưng nếu không làm thì sẽ để cái ác tăng trưởng rất nhanh. Mặc dù ai cũng bận rộn như nhau cả, nhưng phải gác hết công việc qua một bên để cứu động vật. Tiền bạc tuy kiếm khó thiệt, nhưng thôi, cuộc sống chỉ là vô thường. Làm được việc tốt nào cho thế giới thì ráng làm cho tới bến, chết cũng không hối tiếc. Nếu bạn có thể buông bỏ những thứ yêu thích tức thời làm những công việc đúng đắn hơn, thì chắc chắn khi chết bạn sẽ không bị vướng bận, giải thoát ngay đến cõi mà mình muốn đến. Người theo đạo Phật sẽ đến cõi hư không, người theo đạo Chúa sẽ đến cõi trời. Còn người cá tiêu sẽ đến đâu ta? Chắc là cõi biển tiếp, biển khổ đó mà. Nói chung là phải tập buông xả để biết bố thí cho đi và giải cứu động vật thì mới có thể giải thoát dễ dàng, hoặc làm việc gì cũng có thể hành thông suôn sẻ. Vì con người và động vật đều như nhau, đều có vai trò trong cuộc sống. Con người tồn tại được là nhờ ơn của động vật. Động vật giống như cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Nếu mình giết hại chúng, chả khác nào giết hại cha mẹ của mình. Ví dụ con bò đã cho mình sữa uống, giúp mình làm việc nặng, vậy mà mình ăn thịt bò, quả thật là làm việc đại ác. Thì làm sao có thể đến được cõi trời? Chỉ có thể ở lại thế gian tiếp tục đầu thai làm con bò bị ăn thịt lại để trả nợ. Đó là vòng tuần hoàn, gọi là nhân quả. Còn nếu nhận ra được con bò tốt với mình như vậy, nên mình phải cho nó ăn ngon, coi nó như gia đình, thương yêu nó, thì chắc chắn giữa bạn và con bò không hề còn bất kỳ oan gia trái chủ gì với nhau nữa cả. Nó giúp bạn, bạn giúp lại nó, dựa vào nhau mà sống để tạo ra tình yêu thương rộng lớn. Làm được như vậy thì thế gian này cũng thành cõi trời luôn rồi. Tuổi thọ và sức khỏe con người cũng sẽ tăng lên đáng kể, không còn cái ác thống trị, thì môi trường cũng sẽ không còn bị ô nhiễm nữa. Và tất cả loài vật trên thế gian này đều được tiến hóa. Sức khỏe mà càng nhiều thì trí tuệ càng phát triển, đến mức bạn có thể làm chủ được tâm hồn và thể xác của mình độc lập. Lúc đó, thần thức của bạn sẽ có thể xuất ra bên ngoài, đi chu du các cõi trời luôn. Bạn sẽ nhận ra hình hài mình đang có là không thật, chỉ là phương tiện cho bạn xài tạm. Còn bản thân bạn chính là ánh sáng của trí tuệ, bạn bất tử. Tôi muốn giúp các bạn nhận ra lợi ích của việc thả thú và bố thí. Nó là những việc làm đơn giản để bạn có thể giúp thế giới trở nên tốt đẹp, biến cõi này thành một trong các cõi trời tiếp theo trong vô vạn thế giới khác, chứ không phải là thành địa ngục trần gian hay thêm một cõi Atula của quỷ thần nữa. Bạn giúp tiêu làm được điều đó nhé, biến trái đất thành cõi trời tiếp theo được không nào?
Chỉ một việc đơn giản, đừng làm hại động vật và thiên nhiên nữa. Trong chuyến đi giải cứu khỉ lần này, gặp một sự cố rất nghiêm trọng, khiến cho mọi người rất hoang mang lo sợ, dính líu đến pháp luật. Đáng lẽ không kể, nhưng tôi vẫn sẽ chia sẻ cho các bạn có thêm kinh nghiệm giải cứu động vật nhé. Là các đoàn thả thú của tỉnh Thất Quan Âm, có một người đã liên hệ trước với bên kiểm lâm rằng sẽ đem thú cho họ thả. Nhưng bên kiểm lâm họ không chịu như vậy, mà nói rằng muốn thả thú thì phải đưa cho họ nhốt lại cho quen một thời gian, chứ không cho thú vô rừng. Rồi trong đoàn mới cuống cuồng lên, bàn tán đủ thứ. Nào là đi phóng sanh thú mà để thú bị bắt nhốt lại, phóng sanh làm cái gì nữa, thôi đi về. Thả khỉ vô rừng nước là đúng, môi trường sống của nó rồi, sao nhốt nó lại làm gì? Khỉ bị bắt bán trong nhà hàng mỗi ngày không sao, còn khỉ được cứu thả về mà cũng bị bắt nhốt nữa là sao? Cuối cùng, mọi người thống nhất với nhau sẽ thả khỉ gần đảo khỉ, chứ không để chúng bị bên kiểm lâm bắt nhốt nữa. Khi đến nơi, mọi người đang tìm chỗ thả khỉ, thì không biết từ đâu có hai nhân viên kiểm lâm xuất hiện bất ngờ đến yêu cầu đem khỉ vô đảo nhốt. Họ cũng giải thích rõ rằng do khỉ bị mang từ nơi khác đến đây nên phải nhốt lại cho nó quen môi trường sống. Rồi một anh mạnh miệng nhất trong đoàn cũng lên tiếng đáp lại. Cái người bán khỉ họ nói bắt khỉ ở đây nên em mua thả về đây là đúng môi trường sống rồi. Xong mấy anh kiểm lâm móc phone ra gọi cho cấp trên. Nhưng trên xe của đoàn Tiun thì cũng không có khỉ, do người giao chưa mang tới, không giải quyết được gì. Mà người bán khỉ họ cũng quỷ quái lắm, chỉ cần có động tĩnh gì là họ biết liền, không có chịu giao khỉ đâu. Giống như mấy người bắt rái cá ở Cần Giờ bán cho Tiun nè, kiểm lâm làm khó, họ không giao rái cá lên Sài Gòn cho Tiun được, họ bán thẳng cho lái buôn Trung Quốc xuống tận rừng mua luôn, ác vậy đó. Nên Tiun giờ rút kinh nghiệm, ai bắt thú bán thì Tiun trả thêm tiền nhờ họ thả thú giùm, còn thú baby thì trả lại ổ cho cha mẹ chúng rồi quay clip lại xác nhận. Nhiều bạn còn hỏi Tiun rằng nuôi thú quá trời sao làm clip thả thú ít vậy? Các bạn thông cảm nha, làm clip nhiều rất nguy hiểm vì người ta sẽ biết nhiều chỗ thả thú của Tiun. Quay lại chuyện thả khỉ, mấy anh kiểm lâm đợi lâu quá không thấy khỉ nên cũng cho xe của Tiun đi. Nhưng mấy anh vẫn chạy lên xuống theo dõi, thấy tội lắm. Còn cả đoàn của Tiun trên xe vừa đi vừa sợ bị kiểm lâm bắt ghép vô tội mua bán động vật hoang dã. Vừa kiếm chỗ thả khỉ, ai cũng lo niệm Phật cầu cứu. Đi phóng sanh mà lỡ bị bắt ghép vô tội buôn thú thì bạn nghĩ sợ không? Đi theo ghê quá không chú? Còn cái ông giao khỉ thì dường như đi guốc trong bụng kiểm lâm luôn ấy. Đợi bên kiểm lâm thấy nản trời tối, hết theo dõi đoàn xe của Tiun. Rồi ổng mới xuất hiện. Mà thật ra ông này cũng chỉ là xe ôm đi giao khỉ thôi, chứ không phải là lái buôn thú thật sự. Trời tối, đoàn xe cũng mệt mỏi, đi từ sáng tới giờ, nên quyết định chọn một quán nước bên đường nghỉ chân với thả khỉ luôn. Đành tùy duyên vậy. Rồi khi ông giao khỉ đến, cả đoàn lại bị sốc tiếp lần nữa. Là mấy con khỉ ổng giao, toàn khỉ con, chứ không phải là khỉ trưởng thành, nghĩa là người buôn lậu thú, ác đúng nghĩa đen luôn. Họ vẫn bắt khỉ lớn bán cho nhà hàng và đổi khỉ con cho Tiun. Con mẹ thì bị giết, con thì vẫn bị hại. Cả đàn ai cũng muốn rớt nước mắt. Chẳng lẽ mỗi người xách một con về nuôi cho lớn rồi mới đem thả? Mà mấy người này toàn là Việt Kiều không à? Đâu có ai ở lại lâu đâu mà nuôi được. Còn cái người buôn lậu khỉ thì họ ranh ma quỷ quái, biết đâu mà lần. Số điện thoại thì không cố định, buôn thú thì toàn nhờ xe ôm giao hàng. Giờ kiếm chuyện với họ, họ cũng cắt đứt liên lạc với mình luôn. Kiểm lâm bắt được họ mới sợ, chứ còn muốn kiếm chuyện với những người giải cứu động vật công khai như Tiun thì quá dễ dàng. Nên mấy anh kiểm lâm mà xem được cái ký sự thả thú này, xin hãy thông cảm cho Tiun và những người yêu thương động vật thật sự nhé. Vì cứu được thú, Tiun cũng thả về rừng cho các anh quản lý mà thôi. Các anh giống như những vị thần rừng chiến đấu với mấy con quỷ dữ, thiệt là mệt mỏi. Ráng đi, Tiun cứu được con nào thì cố gắng giúp hết sức. Mấy anh cũng hãy giúp bảo vệ động vật tốt giùm tụi em. Vì cứu được động vật là cứu được Việt Nam thoát khỏi đại nạn tuyệt chủng và những âm mưu thù địch chống phá đất nước. Còn mấy chú khỉ con được cứu chuyến này, cả đoàn cũng trích ra một số tiền để nhờ cô chủ quán nước ở đây mua thức ăn để gần nơi thả khỉ cho chúng ăn mỗi ngày. Vì đây toàn là khỉ con chưa thôi sữa mẹ, nên chúng chưa tự tìm thức ăn được ngoài thiên nhiên. Thả khỉ xong, cả đoàn phóng sanh của tỉnh Thất Quan Âm tiếp tục mua cua của quán nước này để thả tiếp. Phát hiện ra đây còn là một cái quán nhậu mini nữa chứ. Rồi tiếp tục mua ốc để thả. Cũng may quán này chỉ có bán cua và ốc thôi.
chứ còn con gì nữa là cả đàn cũng mua thả hết luôn. Cái đàn thả thú này đúng là cái đàn đỉnh nhất mà tôi biết từ trước đến giờ, do thầy Khải Nguyện của tỉnh Thất Quan Âm lãnh đạo. Hôm nay cũng là trăng rằm, mà là một ngày đặc biệt, sẽ xuất hiện mặt trăng khổng lồ mà mấy chục năm mới có một lần. Trăng sẽ rất sáng và to. Những con vật được thả vào thời điểm này thật sự chúng rất may mắn, vừa được tự do, vừa được ngắm trăng sáng, chứ không giờ là lên bàn nhậu nhắm mắt hết rồi. Xin hãy yêu thương đến tất cả muôn loài. Amitabha.